Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này gấp Clam 80 tập cần có ký hiệu là Omino nè các bạn. Thì chương trình này gấp này đang bán free sale với giá là 0.01 BNB thì bằng 481 tập cần Omino nè. Thì tập cần này dự án nó sẽ sau khi bán free sale sẽ list trên CoinMarketCap và sẽ list trên sàn BakerSwap và BankerSwap nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, mở trình duyệt chỉ chocolate này ra nè. Các bạn cần có một chút phí mạng là BNB Smart Chain Bet20 nha các bạn, bằng trùng đáp nè. Các bạn dán vào rồi bạn muốn gỡ nè các bạn. Sau khi bạn nút gỡ xong thì các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain chỗ này nha các bạn. Rồi bạn bấm vào claim my rep, bạn bấm kết nối nè. Các bạn sẽ tốn phí một chút phí ga nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim my rep thì các bạn sẽ tốn phí ga là 0.00056 BNB khoảng 0.17 USDT các bạn. Bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Sau khi bấm chấp thuận xong thì các bạn trở về, các bạn copy con sắt của nó các bạn. Chờ để xử lý chút xíu các bạn. Rồi sau khi về thì các bạn sẽ chép bên trang BC scan của mình đã về được 80 top căn nè các bạn. Tổng cung con này cũng khá là thấp nè bạn, có 250 triệu rồi các bạn. 441 order, các bạn copy con sắt của nó nè. Các bạn qua dưới chocolate nè. Các bạn dán vào bằng một tìm kiếm nha các bạn. Không có các bạn bấm tự động tìm mã hóa, các bạn dán con sắt nó vào nè. Tên, số tập phần, ký hiệu nè. Ký hiệu là mấy ta? Và các bạn chậm xíu nha các bạn. Ký hiệu là 18. Đây, số tập phần là 18. Tên, ký hiệu nè. Số tập phần là 18 nha các bạn. Rồi bạn bấm làm xong nè. Thì các bạn sẽ thấy được 80 top cần Omi này các bạn. Rồi sau này con này có thông tin đi sàn giá cao thì mình sẽ làm cái video thông báo cho các bạn nha bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.